Còn đội mình đừng có thua, đừng ê chàng kia, đâu có gì đâu, mình vẫn được ăn cái món ốc bù nấu chuối xanh nè. Không mà. Với lại em món để mình nấu là món em gì á? Thịt heo. Thầm bà làm cậu thịt heo chiên đúng không? Dạ, rồi, không sao cả. Mời tất cả mọi người cùng nhập tiệc. Cùng chào đón đầu bếp Võ Hoàng Nhân, đầu bếp 5 sao của chương trình. Chào các bạn. Dạ. Hôm nay anh Nhân sẽ nấu gì cho tụi em ăn ta? Mọi lần thì mình ăn mấy cái món cao cấp không à. Bữa nay mình cũng sẽ ăn cái món nó hơi cấp cao một chút. Cho nên mình sẽ ăn cái món bánh canh vịt đi. Dạ. Wow. Bánh canh bột gạo. Ừ, nhưng mà cái món này thì chắc ở đây có bạn ăn rồi đúng không? Chắc các bạn cũng hay ăn hoài là ăn với cá. Nhưng mà hôm nay anh sẽ nấu với vịt sim. Dạ. Đúng rồi. Bình thường người ta sẽ ăn bánh canh cá lóc anh ha, bánh canh bột cao. Bánh và nổi tiếng thì nó có một cái món là bánh canh Nam Phổ, nấu ở ngoài Huế đó. Ở ngoài miền Trung thì người ta hay nấu vậy và người ta nấu hơi lền. Còn bánh canh thì khác nhau, nhưng mà thật ra cái bánh canh này á là bánh canh mua sẵn, tại vì không có thời gian kịp để cắt cái từng cái con bánh canh. Và anh còn nhớ là khi anh đi ở Trà Vinh á thì họ để lên cái chai. À, họ để lên cái chai á, rồi bắt đầu họ mới cắt, họ lăn ra. Coi dính vô vậy, cái bắt đầu họ mới lấy, họ mới xớt vào trong cái nồi bánh canh. Thì đó là cái tích họ lăn cái cục bột. Ngày hôm nay anh sẽ nấu bánh canh, nhưng mà nấu theo âm hưởng của người miền Trung. Anh, bữa nay anh dùng nguyên liệu ở chợ miền Trung luôn đúng không? Đúng rồi. Tại vì em nhìn hành là em biết tất cả những cái rau mà em ăn ở miền Trung rất là nhỏ. Đúng rồi. Dạ. Ta gọi là hành tâm. Và thật ra thì anh có đề nghị chương trình mua cho anh cái giá của miền Trung là giá trồng trên cát. Cái này nó đâu phải đâu. Là nó ấm ngách. Còn này giá này là theo như anh được biết là nó gần Trung. Nó có cái size Trung nhưng mà không phải ở miền Trung. Bây giờ mình có thể mua đồ miền Trung ở chợ Bà Hoa á, anh ở Sài Gòn. Đúng rồi. Dạ. Hoặc là chợ phường 24 ngay chỗ ngã tư Bảy Hiền. Nơi đó là thiên đường của đồ miền Trung luôn á. Dạ. Còn cái này là cái gì Trung? Ôi trời ơi, mọi người biết cái này là gì không? Trời ơi, hỏi đội thua cuộc đi, tại vì bây giờ đội thua cuộc là cũng rất là muốn ăn đúng không? Tại vì anh Nhân nấu rất là ngon, cả một cái nồi bánh canh như thế này. Không lẽ để cho mấy bạn thắng ăn không thì buồn quá. Đúng rồi, bọn em phải ăn không chứ. Cho nên là bọn em ăn không à? Thể hiện liền thấy không? Cái sự bọn em ăn một mình á. Muốn bạn mình đói tội nghiệp bạn đi chơi chung với nhau mà. Không lẽ người đói người no đi về. Chơi chung mà thắng thua là phải thân tình tỏ tàng chứ. Như vậy thì cái câu á anh nghĩ là thân. Nhưng mà thân ai nấy lo bây giờ nó được thể hiện rất rõ rồi đó. Thôi tội nghiệp các bạn, thấy không? Bây giờ á mình sẽ đố mấy bạn về những cái nguyên liệu trong món ăn ngày hôm nay đi. Nếu trả lời đúng thì mình sẽ nhập tiệc cùng nhau. Yeah. Hỏi mấy bạn thịt anh luôn hấp rồi đó. Thịt heo. À chân giò heo đúng không anh? Không phải. À anh em biết nè, em nói dễ dàng. Em nói. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi các bạn là cái phần thịt heo này là cái phần nào của heo? Em. Đội thua cuộc trả lời, các bạn thắng cuộc rồi. Mình mời đội ba chữ T nè. Em trả lời cho. Nói đi. Là nách heo. Nách heo mà chỉ cho Quang Trung vậy đó hả? Là nách heo. Dạ không. Cái bạn đó là bạn gì nè? Quyết tâm. Anh hiểu rồi. Anh trả lời chính xác không? Phải quyết tâm là câu trả lời cuối cùng á. Dù đó có hay bị gì đó. Chốt chưa? Chưa. Mình đồng thanh với nhau một cái cho mạnh mãnh liệt nè. 1, 2, 3. Nách heo. Ăn thôi. Ăn dễ dàng, ăn ngợ mình thì... Ủa chứ em có biết cái đường nách của heo không? Có anh. Không. Bọn em không cần biết đấy là nách heo mà bọn em vẫn đường chính chính được ăn. Đúng, tại vì em không trả lời em vẫn... Em bị vật vã ở ngay trong bếp mới được ăn mà trời. Em vui lắm, tại vì số nào em cũng nghe các bạn á tranh cãi rất là nhiều để giành cái quyền được ăn. Còn em anh thấy đó, chẳng tranh cãi với ai cả, nghiễm nhiên mà ăn thôi. Dĩ nhiên, bởi vì em là chủ của cuộc chơi ở đây mà. Thì đúng rồi, em là đội bếp chính mà mọi người. Bíp, bíp, bíp. Dạ, mức độ 2000 độ C rồi anh nè. Và Trung phải giới thiệu cho quý vị khán giả và cũng như các bạn đây biết dịch sim thì nó khác với dịch ta như thế nào. Em biết, em thể... biết. Không, để cho anh Trung nói anh. Đúng để rồi. Trời ơi, chuyên gia âm thực ở đây mà giỡn hoài các bạn. Dạ. Dịch sim khác như thế nào? Phải không? Nói đi Trung. Nói đi anh nghe đây nè. Nói đi em. Nào anh nói đi. Dịch sim đó các bạn. Thì thường á chúng ta sẽ nấu bánh canh. Còn dịch bình thường thì thường chúng ta sẽ quay. Trời ơi. Sai tè le. Vịt sim thì cái da nó màu vàng dày hơn, mỡ nó hơi nhiều, mỡ màu vàng đây là vịt ta rồi phải không anh? À, nó thấy nhiều hơn. Không lẽ bây giờ Trung nói những cái kiến thức cơ bản này ra thì mọi người thấy Trung chỉ cơ bản vậy thôi mà Trung ở mức nâng cao mà có nhà. Đó, cho nên bây giờ anh cũng muốn bỏ dầu phải không nè? À, đợi anh chút đi. Em không đợi, chảo nó bốc khói rồi. Rồi,
Giờ chuẩn bị nóng rồi, các bạn hãy coi cái kỹ thuật điêu luyện của tàu bếp Quang Trung. Các bạn thấy đó, tỏi chúng ta nếu mà không có thể mà đảo mà coi như là bằng nhanh đó mà thì sẽ ủa gì đây? Cho anh xin anh xin đính chính này là củ thì đó nè, em mới thấy nè, tức là tự nhiên bỏ vô ủa gì đây đó, là tại vì đó mình sẽ xào vịt rất là nhanh tay nha cả nhà, tại vì lửa rất là nóng đó. Rồi Trung, dạ hãy hất chảo cho mọi người xem tài nghệ hớt của em. Đi. Ủa anh ơi, 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 anh ơi. Không, các bạn hãy bình tĩnh. Trung làm rất đẹp, xem đây. Đừng có tung hô quá, đây chỉ là những kỹ năng cơ bản của một người đầu bếp chuyên nghiệp thôi cả nhà. Anh ơi, có thể kỹ cho em vào lưng được không ạ? Rồi. Rồi. Đâu nào. Thông thường em thấy người miền Nam mình thì ăn thì thích ăn thích nước mỡ. Béo lắm. Dạ. Thật ra cái tóp mỡ này là chiều lòng cho những người miền Nam. Yeah. Đặc biệt xa xứ. Trời ơi, anh muốn nói em gì? Người dân miền Nam xa giờ, gia đình thôi. Bây giờ mới biết thì hơi... Biết sao không? Biết sao biết không? Tại vì nói sai. Em sống xa gia đình. Chứ em không xa xứ. Em lớn lên, sinh ra và lớn lên ở xứ này anh ạ. Được rồi, anh sai rồi, em xin lỗi anh đi. À, không nha. Rồi đây em vớt cho anh vừa lòng nè. Nè anh chỉ cho vớt. Ok, không phải anh ơi, những kỹ năng này cơ bản không lẽ em phải cần đến anh chỉ mới được sao? Không phải vấn đề là em hết hết nước dùng rồi, cho nên anh phải làm lại. Em hết hết nước dùng, cả một cái nồi này gọi là nước dùng, em hết hết đi. Nè, 4, 6, 8 con nồi anh Trung không, Trung nó cũng phải có cơ sở nha anh nha. Anh sai rồi. Dạ. Mọi người, đây là phần đuôi heo. Dạ. Và ở trong này nó có cái phần cồi sò đẹp nữa. Là cái khô của con sò đẹp mà lấy phần cồi bỏ vô. Anh Nhân có một cái rất là đặc biệt. Ví dụ như mà anh nói với mình á, là anh nấu bánh canh vịt đi thì sẽ không chỉ có vịt mà còn có thịt heo, còn có mực nữa. Đó, rất là nhiều những nguyên liệu là khác. Là anh Nhân rất là hào phóng và phóng khoáng. Giống như một lần anh Nhân làm món cá thì trong món cá của anh Nhân có thịt heo nè, rồi có mực trứng, rồi có rất là nhiều thứ khác nữa. Rất là thú vị. Ừ, Trung nêm nếm đi Trung. Dạ, đây là cái phần quan trọng. Ôi trời ơi, em nghĩ cái việc quan trọng này thì nên để những cái người mà kém quan trọng hơn. Để ý thì bây giờ Trung ở về nhà đúng không? Rồi mở coi lại bao nhiêu số là Trung nếm hết đó cả nhà. Trung nếm hết. Tức là hiện tại em thấy nó đang... Đang ngon quá ha anh? Đang ổn. Đang ổn? Dạ. Mà thật ra em chưa nêm gì. Em nghĩ là em cần cái gì đó đậm hơn xíu. Ừ, nãy giờ chưa nêm gì hết. Chưa có nêm. Chưa có nêm, nãy giờ chưa nêm đúng không mọi người? Quay em là em chưa nêm gì hết. Vấn đề ở đây không phải là chưa nêm, mà vấn đề ở đây mình có gia vị từ cái việc mình xào vịt. Cho nên nó chỉ nằm ở mức ổn thôi. Chưa có đủ, chưa có đậm với em. Anh hiểu chưa anh Nhân? Anh sai rồi. Dạ đó. Anh sai rồi. Không lẽ giờ em không kêu nêm, kêu trời sao? Đó. Ok. Em kêu anh em không có hại nha. Em nghĩ nó đậm hơn nữa thì đó. Ừ. Trời ơi anh ơi, em nói khéo léo gì mình phải hiểu chứ. Ok, ok, anh hiểu rồi. Bây giờ anh sẽ nêm. Thật ra thì ở trong này nó cũng đã có nó những có cái ngọt rồi, nó có độ heo ngọt. Với lại vịt nãy mình xào á. Độ ngọt từ đạm á. Nếu là em á thì em muốn nó đậm hơn nữa. Đậm hơn. Nếu là em thôi tại vì em ăn mặn hơn người ta. Ờ. Và đây là món bánh canh vịt. Xin mời. Thì nó đúng là bánh canh ủa gì cưới ai. Bánh canh vịt nè, có thịt heo với lại có cả mực nữa. Ăn xong lùi chứ vậy. Thì ra cái tô này em muốn bưng vô phòng riêng em ghê. Ngon quá à, mời cả nhà. Mình ăn kèm với lại giá, với lại chanh, với lại nước mắm ớt nha. Trời ơi, ăn thôi, ăn thôi. Khoan. Trước khi là đội thua cuộc của mình ăn cái món ăn ngon này thì mình phải ăn cái món của mình trước và món của bạn trước, sau đó nêu cảm nhận lên cái đã.
Đó, mời cả nhà. Anh lớn anh. Mình thử lẹ đây, qua đây được nè. Dino sẽ đại diện nhóm Butter. Không có đâu, phải cả ba luôn á. À, gấp cho những bạn nữ trong nhóm Butter. Okay. Đó. Đây anh mời em. Dạ, em xin. Cái món nhiều mỡ nhất. Anh đừng cho em mỡ nha. À, không, kệ em. Anh vậy em mời anh, em lấy miếng này. Rồi, cho anh miếng hành. Hai ba cái ăn với nhau rồi sao mình cũng cảm nhận nè. Hai ba. Rồi. Ngon quá nè. Ngon mà. Món nó đội mình làm á đúng không? Giống như ở tiệm làm luôn á. Thiệt không? Thiệt. Em nói anh nghe, trước khi cô bé xinh xắn này á, ngăn cái sự phá cách của cô bé xinh xắn này thì cô bé này quyết định trang trí cái dĩa thịt đó, anh biết bằng dòng, bằng một củ hành tây sống và một bó hành lá sống. Táo bạo mà. Ôi sao trông nhiều quá. Cái đó là sáng tạo. Không phải mở đâu, tình yêu đó em. Anh tên là sáng tạo. Anh tên là sáng tạo. Nào với cơm mà ngon. Ngon lắm nè anh. Rồi. Món của bạn thì sao nè? Bây giờ thử món của bạn. Ăn hết trong dĩa đi chứ. Đó ăn trong vòng và trong hướng anh. Ồ, ăn hết dĩa luôn. Dạ. Lần đầu tiên anh ăn luôn á. Dạ, trời ơi, anh thiệt hôm nay gan lắm. Không phải, lần đầu tiên ăn của cái game show này. Dạ. Nhưng mà ngon thiệt. Ổn đúng không anh? Ổn đúng không? Ổn, chưa? Ổn. Đội bạn mình nấu sao? Thôi dầu mỡ. Đúng rồi, hồi nãy Trung nói là nguyên một cái chảo dầu luôn mà. Đây, nhường cho bên này nè. Ai ăn cũng nhường. Chờ người ta thắng thôi được. Anh ơi, cách gì anh? Chưa bao giờ thấy một cái đội nào mà coi như là được cái sự thông cảm, cái sự sẻ chia của đội khác mà lại có cái sự chảnh chọe như vậy. Là cái thái độ của lại không thèm nhận đấy. Rất là lồi lõm, cái thái độ rất là ngộ. Rồi, bây giờ mời đội mình cùng ăn nha, mời cả hai đội. Làm một chút chanh nè. Trong một cái buổi trưa mà mình được ăn cái món nước này quá ngon ha mọi người. Theo Trung á, đầu tiên á, khi mà ăn vào cái nước dùng đầu tiên khi mình nếm vô thì rất là đậm đà. Rất là, em thấy rất là miền Trung. Cái hương vị đặc sản của miền Trung em thường ăn á là rất là đậm nè. Đó, cây đó. Nếu mà Trung ăn Trung bỏ cây hơn nữa. Có một cái vị của cái củ nén đó anh. Đó, nó rất là thơm, nó rất là riêng. Đặc biệt em nói thật luôn là em không hiểu tại sao mà em ăn tất cả các loại rau của miền Trung em thấy rất là hưng phấn trong người. Tức là nó nhỏ nhỏ mà nó thơm mà nó làm cho mình cảm giác rất là thích. Cực kỳ thích luôn. Và cái bánh canh đục gạo của mình cũng không có bị quá lền đó. Bình thường thì em cũng thích ăn nó hơi bột bột chút xíu như bánh canh cá lóc đó. Nhưng mà sẽ có nhiều người miền Nam em nghĩ là không thích ăn quá lền. Và em nghĩ cái món này sẽ rất hợp với họ. Bên cạnh đó thì vịt nè, rất là ngon. Mực, sữa, rất là giòn. Rồi còn thịt heo nữa, cực kỳ mềm. Và cái phần thịt này em nghĩ đối với em tuyệt vời. Và cái chén này rất ngon. Một chàng pháo tay dành cho đầu bếp đi. Yeah, không cầm chén hết trơn à. Thực sự là cái này nó rất là ngon cho nên là em ăn, mọi người còn chưa ăn xong là em ăn hết rồi đó. Rồi, ông sát hay sao? Đang ở trong Nam thì em sợ mọi người sẽ đi theo kiểu hơi ngọt ngọt một chút nhưng mà thực chất là nó rất là vừa. Theo kiểu là vị nó kiểu miền Bắc thì ăn cũng rất là thích. Nó ngoài thành. Ở ngoài cảm giác nó thay nó đậm đà. Đúng rồi, bình thường Trung ra ngoài Bắc Trung ăn thì đồ ăn bình thường nó sẽ nhạt hơn trong Nam. Nếu mà nó sẽ thanh hơn. Rồi. Và không nêm đường ở trong món chính nữa. Đó là dạ, cái đó. Với lại cái đặc biệt của miền Trung là cái nước lèo nó sẽ sệt hơn bình thường. Nó không có trong như là ở miền Nam hoặc miền Bắc. Rồi mình sao nè? Hai cô gái xinh đẹp của đội thắng cuộc ăn quá nè. Em cũng tâm sự với anh rồi đó là em vào đây thì em ít khi gặp cái loại bánh canh như này. Em hay không đi ăn nên là em cũng biết. Nhưng mà khi về quê thì em mới được ăn cái sợi bánh canh này. Tại vì ở ngoài quê em về em chỉ thích đi ăn buổi sáng ăn bánh canh này thôi. Ở ngoài đó thì thường có bánh canh xương với thịt. Đúng rồi, xương ngon gà heo. Dạ đúng rồi anh. Chắc là các bạn cũng đồng ý một cái điều là rất ít khi nào Trung được ăn một cái món bánh canh là có cả thịt heo và hải sản trong đó nữa đúng không cả nhà? Rồi, bên mình sao nè, mình đại diện phát biểu ý kiến đó nè. Ngon quá. Ngon quá, không nói lời phải không? Nói chung là em cảm giác đó là kiểu giống như anh Trung thì em rất là hưng phấn. Ăn sao em bị cồn cào trong người luôn, em muốn ăn nữa. Nhưng nữa đúng không? Dạ. Rồi, trời ơi, hết sạch luôn, vỗ tay. Chết rồi, món của đội thắng dễ rồi. Hay quá. Nói chung là cảm ơn anh Nhân rất là nhiều. Khi mà hôm nay tuy là một cái món mình nghĩ là quen thuộc thôi, nhưng mà được anh Nhân làm lại cho chúng ta một cái cách rất là riêng, rất là mới lạ mà ai ăn vô cũng cảm thấy vừa quen vừa lạ đúng không cả nhà? Cảm ơn 6 người chơi hết sức là dễ thương của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã cùng với khán giả ngồi lại với nhau trong một trưa chủ nhật thật là nhiều niềm vui nè, thật là nhiều những tiếng cười và bên cạnh đó chúng ta còn được biết thêm rất là nhiều những cái món ăn rất là độc đáo và thú vị ở chương trình nữa. Hy vọng sẽ lại tiếp tục gặp nhau ở chủ nhật tuần sau nha mọi người. Còn bây giờ là buổi trưa rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhập tiệc tiếp thôi, trong khi còn một nồi bánh canh lận. Chúng ta xin chào tạm biệt khán giả nha, 2, 3, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.